Hello mọi người, lại là mình đây. Thì hôm nay mình lại tiếp tục làm một video, đó chính là unboxing hàng về nha. Thì hôm nay ở trong video này thì mình sẽ unboxing hai cái đơn hàng, một đơn hàng như thế này và một đơn hàng nhỏ nữa. Thì bây giờ mình sẽ unboxing cái đơn hàng này trước nha mọi người. Hôm nay là sẽ là video unboxing kiện hàng stick sushi nha mọi người lộn. Còn sticker thì tầm 2-3 ngày nữa thì sẽ về. Nên là mình sẽ ra một cái video riêng unboxing sticker sau ha. Và mình có về cả bút sushi nữa nên là mọi người cứ đón chờ nha. Hôm nay thì mình về sushi trước. Nói chung là kiện nào mình cũng mong chờ ấy mọi người ơi. Ui đây rất là xinh luôn. Trời ơi mình thấy được có mẫu trái tim này mình về tiếp nè. Là mình để đây. Ui rất là xinh. Đây cái này được nào như mình thấy cũng có cái im bánh kem mình. Kem cười kem. Rồi mình có thêm được hai cái im cái này mình không biết nó là cái gì nữa nè. Cái gì của Batman hay gì á. Có khi mình nói sai thì mọi người thông cảm với mình nha. Rồi mình có được 3 em bánh mì. Đợt này là sushi Nhật cũng nhiều nha mọi người. Sushi Nhật á. Sushi chắc Indo cũng có luôn. Mà sushi Nhật thì nhiều hơn. Đó những em bánh mì nhé này. Rồi em bánh mì. Rồi về lại được rồi, bánh khối nữa nha. À, cái bánh cua của Pháp này. Cái bánh này hôm bữa mình về thử thì được rất là nhiều bạn ủng hộ luôn. Đợt này mình nhập tiếp. Đó là bánh mì. Đó là sushi Nhật nhiều lắm nha. Ui có được một em pizza chất. Này là em Nhật nha mọi người. Không phải là chất Indo. Đây mình về được bánh khối nữa nè. Rất là nhiều món mới luôn nha. Đây mình xoay cái thùng lại. Tiếp theo thì mình về được những cái em ngựa. Như thế này em unicorn đó. Ngựa rất là xinh luôn. Em này thì mình nhập hình như là 7-8 em lận á. Đợt này thì có màu hồng nhạt thế này. Đó. Rất là baby luôn nha. Đó. Để xem cả cả mẫu này nữa nè. Rồi tiếp theo mình có những cái em mình về lại những cái bánh bao 6 xanh như này. Em này gọi nó gọi rất là pixeler mới shop mình ấy. Rồi bánh dày. Trời đợt này là bánh dày đợt này nó chậm tăng nha mọi người. Nó không như đợt mấy đợt trước là nó kiểu như nó chỉ mềm thôi. Đợt này là nó mềm và nó có độ chậm tăng hơn đợt trước. Đây về lại những cái em bánh dày mini như này nha mọi người. Đây là bánh dày to và bánh dày mini nè. Rồi về lại được thêm cục kem nữa ha. Siêu cưng luôn. Bánh dày mini là về rất nhiều luôn nha mọi người. Ui mình có được cái em bánh bánh pancake là sushi Nhật. Hầu như sushi Nhật nhiều lắm nha mọi người. Bánh dứa nè, đậu baby nè. Cái bánh mì, bánh cua. Bánh mì, đó bánh cua này về nhiều lắm nè. Bánh khối. À mình có được hai em lép bánh sáu dâu nè mọi người. Ủa cái em mini rất là đẹp luôn á. Mini rất là cưng luôn. Mình có hai màu là màu nâu và màu vàng nha. Trời có một em kem tiên cá. Đây là những em bánh lau trứng. Đây là những em cục kem nữa nè. Đó đậu baby bánh dày. Siêu nhiều những cái em bánh hành mini nè. Bánh bao. Bánh bao. Đợt này là có sushi mới nhiều nha mọi người. Kỳ lân nữa nè. Rồi đây là những cái em mà không thể nào thiếu trong mỗi đợt hàng của mình đâu. Đó chính là những em bánh bao trữ. Bánh bao Trung Quốc á, mình hay gọi như thế. Bánh dày nè. Cục kem. Đậu baby. Những em này mình sẽ làm sushi mini ngẫu nhiên nha mọi người. Rất là nhiều luôn nè. Rồi em cù. Những em này thì mình đã bán rồi nên là mình sẽ giới thiệu sương sương thôi. Nếu mà mình có thời gian mình rảnh thì mình sẽ quay video báo giá nha mọi người. Đây nè. Rất nhiều banda 4 xanh nè. Tại vì những em này là mình đã ra video báo giá rồi. Đó, cũng không có mẫu gì mới á mọi người. Cũng chỉ có vài mẫu mới thôi. Đó, ui. Được một em chân mèo nè mọi người. À, cuối cùng là kem và macaron ha. Và đây là cái kiện hàng đầu tiên của mình nha mọi người. Bây giờ thì chúng ta sẽ sang cái kiện hàng thứ hai nha. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang cái đơn hàng thứ hai nha mọi người.
Đơn này thì cũng nhỏ thôi, nhưng mà cũng vẫn là sushi mini nha. Đây, mình cũng rất là háo hức luôn. Đợt hè này là mình nhập rất là nhiều hàng về luôn ấy, nên là sẽ phục vụ mọi người để mọi người có thể có một cái hè để đặt hàng ấy. Ta-da, đây mình về rất là nhiều luôn. Thì thùng này là mình có được những cái em sushi đồ ăn nè mọi người. Ôi, siêu chậm tăng luôn á. Đây nè, đó mình vô đây là một xem thôi. Ôi, siêu chậm tăng luôn. Đây là đồ ăn nữa nè. Rồi mình có, đây là những em chất Indo nha mọi người. Ôi, siêu mềm. Đợt này là cái sushi nó to hơn nhá. Đợt trước là nó chỉ có nhiêu đây thôi, nhưng mà đợt này thì nó là mô phỏng rất to luôn. Rồi mình có được 3 cốc soda. Ui, siêu mềm luôn. Đây là chất Indo nha mọi người. Đó, cái này thì được này là làm rất là to luôn, nó rất đẹp nữa. Sắc sẹo. Đây là soda xanh nha. Ui, xinh nè. Đây, còn một cốc soda xanh nữa. Đó, về được mấy mẫu như này. Rồi, mình về được thêm mấy cái bánh bánh quy nè mọi người. Bánh quy ha. Bánh khối. Nè, mấy cái donut bốn xăng, mình về nhiều ha. Đó, nó nhỏ nhỏ, bóp rất là cưng. Bánh tròn. Bánh quy nữa nè, đó, bánh mì. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ xem cái thùng tiếp theo nha.